Chào các bạn. Chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta làm một chủ đề về tàu điện nhé. Hôm nay mình sẽ ra ga tàu, mình quay về cái buổi sáng ở ga tàu ở Nhật Bản xem nó như thế nào. Mời các bạn theo dõi. Bây giờ là đang là 8:30 sáng giờ Nhật Bản. Mình đang từ nhà đi ra ga tàu. Nơi ở của mình ở thành phố Kawaguchi, tỉnh Saitama của Nhật Bản. Saitama là cái tỉnh vệ tinh, đô thị vệ tinh của thủ đô Tokyo. Nhà mình thì chỉ khoảng độ mất 5 phút là đến ga tàu, ga tên là Nishi Kawaguchi, nghĩa là Nishi tiếng Nhật là phía tây Kawaguchi. Mình thấy có một cái công trường xây dựng, đang xây một cái tòa nhà, cũng nhìn đây nó có khoảng độ mười mấy tầng đây. Đây các bạn xem cái công cộng. Nhưng mà cái đặc biệt thì bạn có thể thấy ngay là thấy nó tuy là công trường xây dựng nhưng mà nó vô cùng sạch sẽ, không hề thấy một chút bụi nào cả. Và ngay các bạn có thể thấy họ che chắn cái tòa nhà, đã thấy rất là khác biệt rồi, rất khác biệt so với mình rồi. Đấy. Các bạn có thể thấy đây là những cái họ chắn những cái có thể là những cái nguyên vật liệu cũng gì có thể rơi xuống gây nguy hiểm với người đi đường. Đây là cầu đó bạn thấy. Đây một số người đang hối hả đi ra tàu, mình sẽ taxi Nhật Bản. Sakarao đời cũ. Chim bồ câu. Chim bồ câu. Mình đi đến gần nó chả thấy bay. Chắc là ở đây người không ai bắt. Đây cũng giới thiệu với các bạn, đây là một cái chỗ để xe tự động, gửi xe tự động. Những người thì đạp xe ra ga tàu cái đi làm hoặc đi đâu đó. Đấy. Xe tự động. Cũng tính phí nhưng mà tính rất là rẻ.
trước cửa ra. Đấy, các bạn có thể thấy ra. Nishikawaguchi Station. Và những người khác đã giữ người ta tàu. Mấy lối lên, mình chọn cái lối lên đi vào xe tuôn. Đây là thang máy. Đó là thang máy cho đi lên, đây là thang bộ. Nơi này mình gặp người Việt Nam rất nhiều người Việt Nam ở đây. Đây là những cái máy nạp tiền, nạp thẻ, mua thẻ. Quay một lúc cảnh mọi người đi sau. Thông thường thì các ga Nhật Bản nó có mấy hướng để vào và mấy hướng để ra. Các ngã đi vào đấy, các bạn có thể xem đấy. Thông thường họ dùng một cái thẻ rồi đi đơn lẻ thì người ta mua cái vé, nhưng thông thường người ta dùng cái thẻ đi vô dài, hết tiền có thể nạp tiền một cái thẻ đấy, cái thẻ Suica. Họ dùng rất phổ biến ở Nhật Bản. Với cái thẻ đấy thì ngoài cái chức năng đi tàu điện ra, họ còn có thể đi được xe bus, hoặc là dùng chính cái thẻ ấy là chi tiêu rất là nhiều điểm, người ta chấp nhận cái dùng cái thẻ đó. Đấy, đây là một cái du khách, người ta đang hỏi information của cái người nhân viên của hãng tàu. Kiện hôm nay mình nhân lúc ấy ra thì mình cũng top up vào cái tiền, cái thẻ của mình luôn. Thẻ của mình nó cũng hết tiền rồi. Đây cái thẻ của mình đây, thẻ là Pasmo. Tí mình sẽ top up cái thẻ này vào. Đó, có thể nạp 1.000, 2.000 hay gì đó. Cái báo của mình là có 578 đồng trong mình có thể mình chọn những phương án top up 2.000 đi. Đấy, mình sẽ đút tiền vào, đút tiền vào đây. Đấy, đút tiền. Đây. ご希望のボタンを押してください。踊り中ですので、カードを動かさないでください。導入金額としています。チャージが完了しました。踊り忘れにご注意ください。そうね。 導入金が不足しています。
処理中です。カードを動かさないでください。チャージが完了しました。踊り忘れにご注意ください。Tất nhiên là không dùng. Đấy, thế là thẻ của mình đã được cấp bắp thêm 2.000 yên. Đấy. Đấy, các bạn có thể xem lại một lần nữa những cái khung cảnh rất đông đúc. Bây giờ này là tương đối cao điểm, mọi người đi làm. Đi làm rất là nhiều. Nhu cầu đi lại của cái giờ này rất là đông. Đấy. Rồi, xin chào các bạn. Hẹn các bạn vào một cái video khác nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.